Thưa quý vị, hỏa hoạn tại nhà máy thép Tata tại Vương quốc Anh. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đơn vị châu Âu của tập đoàn thép Tata Steel tại Port Talbot ở Nam Wales vào thứ Sáu 26 tháng 4. Cảnh quay nhân chứng chụp một được đám khói đen bốc cao lên trời. Người phát ngôn của Tata Steel Europe xác nhận đã xảy ra vụ việc tại nhà máy Port Talbot, nhưng nói rằng tất cả các vụ hỏa hoạn đều được kiểm soát. Thêm vào đó, không có thương tích lớn và tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết. Được biết, Port Talbot là nơi có một trong hai địa điểm luyện thép thích hợp mà công ty hoạt động ở châu Âu.